nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là dán tấm veneer hoặc là tấm la lết trên cốt gỗ nhựa Pima nhé. Loại cốt nó rất là trơ bề mặt và rất là khó bám dính đối với những loại keo thông thường. Thì các bước chuẩn bị là các bạn nhất, một là cái gỗ nhựa Pima này, hai là tấm la lết này, ba là súng phun keo này, bốn là cái keo phải lựa chọn là keo phun A9 Premium hệ chịu nhiệt. Thì trước khi vào thi công ấy thì mình sẽ phải xả nhám, sử dụng nhám 320 hoặc nhám 400 xả nhám qua bề mặt cốt gỗ nhựa Pima để tăng độ bám dính. Sau khi xả nhám xong thì mình sẽ phun keo hay ở mặt nhé. Khi các bạn phun xong ấy thì để keo khô từ 3 đến 5 phút tùy thời tiết. Khi mà sờ trên mặt keo ấy là nó sẽ không bám dính trên đầu ngón tay nữa. Thì bây giờ ta mới dán. Khi các bạn dán thì lưu ý một chút là phải đặt thật chuẩn. Vì nếu mà dán lệch cái mình sửa là sẽ không sửa được. Khi dán xong bạn sẽ dùng búa cao su nhé, hoặc lưu lăn hoặc là máy ép nguội là mình sẽ tạo được ép để đẩy không khí ra ngoài. Đây là bề mặt sau khi bề mặt tấm Pima sau khi dán các vật liệu như là lao lết hoặc veneer lên. Thì cơ bản là khi mà các bạn dán xong có thể cắt được rồi, nhưng mà để sau khoảng 10 tới 12 tiếng thì nó là khô hoàn toàn, chết rất là chắc. Chắc là chắc trên bề mặt gỗ nhựa, bề mặt tấm trơ. Sau khi dán trên gỗ nhựa PVC cực kỳ chắc luôn. Đấy, không dao luôn nhé, cực kỳ chắc.